Nhưng mà chị không muốn mất ba cái đâu, chị muốn ba cái cơ. Mất lên. Có 1, 2, 3. 3 cái bánh. 1, 2, 3. Đúng không? Có 3 cái. Ăn 1 cái. Mới. Ừ. 1, 2, 2, 1, 4, 5. Trời ơi, mình có 3 cái bánh rồi. Còn 3 rồi. Ở đâu mất 1 cái rồi. Mất 1 cái của mình rồi. Chịu nhân ơi, mẹ chỉ cho chị 3 cái bánh mà bây giờ còn có mỗi 2 cái. Chị không biết nó đi đâu 1 cái rồi. Chị không ăn này, chị không biết cái vỏ này chắc ai làm rơi ấy. Giờ nó còn có mỗi 2 cái bánh của chị. Chị ăn rồi sao? Nhưng mà chị ăn thì nó vẫn phải còn 3 cái thôi, nó lại còn 2 cái. Sao? Em bán cho chị. Đây, giờ nhá. Hai cái bánh. Còn có 1 cái, chỉ có 3 cái mà. Bán đèn chỉ có 3 cái bánh mà bây giờ là còn 1 cái. Đâu 2 cái của chị rồi? Đâu rồi? Chị ăn 1 cái, anh ăn 1 cái thì chị trả lại con có 1 cái. Nhưng mà chị không muốn mất 3 cái đâu, chị muốn 3 cái cơ. Mất đèn. Mất thằng lắm. Chị về đây. Nhưng mà cái bánh của chị đáng nhớ chỉ có 2 cái, em lại lấy của chị trả chị cái bánh đây. Xin chào tất cả các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.